lạy. Một Noel an lành, ai cũng hy vọng mọi điều tốt đẹp trong Chúa Giáng sinh và năm mới. Nhưng cảm giác trong mỗi chúng ta, mỗi người mỗi khác. Có những đôi tình nhân đang chờ đợi một mùa Giáng sinh ấm áp, hạnh phúc bên nhau. Cũng có những bạn trẻ đang cô đơn hay còn đang muốn hàn gắn những rạn nứt trong tình yêu. Đó cũng là những tâm tư tình cảm mà chúng tôi đang muốn gửi đến với quý vị qua ca khúc Lời Con Xin Chúa của nhạc sĩ Tạ Quang Anh qua phần thể hiện của Thiên Thiên. Yeah.
Con xin được thông báo em Nguyễn Thị Quỳnh Giang đang ở đâu, về phía sau sân khấu để gặp mẹ Thuần, mẹ đang tìm. Con xin thông báo lại, em Nguyễn Thị Quỳnh Giang đang ở đâu, xin về phía sau sân khấu để gặp mẹ. Trời hân hoan, đất tưng bừng vui ca, này giờ con Chúa Đấng Cứu Tinh đã sinh ra, và đêm nay một hài nhi sinh hạ cho chúng ta, lời giao ước vẫn âm vang trong muôn lòng. Chúng ta hân hoan chào đón nhạc phẩm Hoan Ca Giáng Sinh qua sự thể hiện của công đình đến từ giáo họ Yên Lạc. Xin mời Kiều Hương Đan cùng vỗ tay theo đường nhạc được không ạ? Vỗ tay lớn lên được không ạ? Nhạc rộn ràng chung ngân vang, Giáng sinh đã về, hát lên khúc ca Giáng sinh. Đêm bao la đêm hoan ca, lắng nghe mùa đông ước mơ, hát lên khúc ca tình yêu. Lời nồng nàn trên môi xinh, chúc nhau an bình, hát lên khúc ca Giáng sinh. Đêm bao la đêm hoan ca, lắng nghe mùa đông ước mơ, hát lên khúc ca ngày mới. Chúa đã giáng thế ngất ngây một mùa đông mới, hát khúc hát mới rạng rỡ ngàn ánh sao. Nhạc rộn ràng chuông ngân vang, Giáng sinh đang về, hát lên khúc ca Giáng sinh. Đêm bao la đêm hoan ca, lắng nghe mùa đông ước mơ, hát lên khúc ca tình yêu. Lời nồng nàn trên môi xinh, chúc nhau an bình, hát lên khúc ca Giáng sinh. Đêm bao la đêm hoan ca, lắng nghe mùa đông ước mơ, hát lên khúc ca ngày mới. Chúa đã giáng thế ngất ngây mùa đông mới, hát khúc hát mới rạng rỡ ngàn ánh sao. Không nát cho một chai một tay được không ạ? Nhạc rộn ràng chung ngân vang, Giáng sinh đang về, hát lên khúc ca Giáng sinh. Đêm bao la đêm hoan ca, lắng nghe mùa đông ước mơ, hát lên khúc ca tình yêu. Lời nồng nàn trên môi xinh, chúc nhau an bình, hát lên khúc ca Giáng sinh. Đêm bao la đêm hoan ca, lắng nghe mùa đông ước mơ, hát lên khúc ca ngày mới. Chúa đã giáng thế ngất ngây mùa đông mới, hát khúc hát mới rạng rỡ ngàn ánh sao. Chúa đã giáng thế ngất ngây mùa đông mới, hát khúc hát mới rạng rỡ ngàn ánh sao. Chúa đã giáng thế ngất ngây một mùa đông mới, hát khúc hát mới rạng rỡ ngàn ánh sao. Xin cảm ơn sự thể hiện của ca sĩ Công Định.
Trong đêm diễn hiện hôm nay, chúng con đã nhận được sự đóng góp của các bạn trẻ. Anh Luật Thọ ủng hộ 300 ngàn đồng, chị Huyền, ông Tuyên ủng hộ 200 ngàn đồng, chị Hải, ông Hứa ủng hộ 200 ngàn đồng, chị Trang, ông Sĩ ủng hộ 200 ngàn đồng, chị Lan Cần ủng hộ 1 triệu đồng, anh Nhất Chính, ông Giảng ủng hộ 300 ngàn đồng, anh Hiếu, con ông Hành ủng hộ 200 ngàn đồng, anh Cầu, ông Hành ủng hộ 300 ngàn đồng, anh Quyền, ông Hành ủng hộ 200 ngàn đồng, anh Khấn, ông Hoàng ủng hộ 200 ngàn đồng, anh Trung, ông Nhân ủng hộ 200 ngàn đồng, anh Chiến, ông Linh ủng hộ 500 ngàn đồng, anh Doãn, ông Đường ủng hộ 200 ngàn đồng, anh Tuấn Anh, ông Toản ủng hộ 300 ngàn đồng, chị Vui, ông Lương ủng hộ 200 ngàn đồng, giáo họ Yên Thịnh ủng hộ 500 ngàn đồng. Chúng con xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý ông bà, anh chị em. Nguyện xin Chúa hài đồng tuôn đổ muôn ân lành trên quý vị. Và chúng con cùng xin nhắn gửi tới những ai ở đâu đó quanh đây cùng muốn ủng hộ thì xin mời ghé thăm cánh trái sân khấu gần hang đá. Chúng con luôn chờ đợi và luôn sẵn sàng đón nhận. Xin quý cùng đoàn dành một tràng pháo tay cho các bạn trẻ đã ủng hộ trong đêm diễn ngày hôm nay. Thưa cộng đoàn, có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như là tình cờ, nhưng con người cho đó là định mệnh. Như hôm nay đây, chúng ta gặp gỡ nhau đây không phải là tình cờ, mà chúng ta đến đây là để cùng nhau mừng ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Điều mà cả thế giới này trong đêm nay cùng nhau hân hoan mừng kính. Và những cuộc gặp gỡ này mang lại cho chúng ta sự bình an nếu chúng ta có thiện tâm. Nhưng có cuộc gặp gỡ hôm nay biết đâu đem lại cho chúng ta nỗi buồn về tình yêu đôi lứa. Vâng, đó là ý niềm đảo trong đời chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua nhạc phẩm Hai Mùa Noel do cặp song ca Quân Ngọc và Linh Linh thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, trở lại với chúng tôi, thì quý vị có dám là một chút được nghe thưởng thức được không quý vị? Nếu thưởng thức trong chào với ta thật lớn như này cổ tinh thần được không quý vị ơi? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cho
tan lên, bước em bước người trở về. Chuột nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi200.000 đồng, thầy chi nhạc trưởng nhạc đoàn 200.000 đồng, đại lý sát tháp Thanh Hoàn con ông Liên bà Nghĩa tổ 7 phường Nam Hồng 1.000.000 đồng và anh Bảo con ông Án 200.000 đồng. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý ông bà anh chị em, nguyện xin Chúa hài đồng luôn đổ muôn ơn lành trên quý vị. Và chúng con xin nhắn gửi đến những ai đang ở đâu đó quanh đây muốn ủng hộ thì xin mời ghé thăm cái trái sân khấu sát hang đá. Chúng con luôn sẵn sàng và đón nhận. Thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị ý niệm trong đạo trong đời. Vâng, chúng ta hãy vui mừng lên vì con Thiên Chúa xuống thế làm người.
không phải chỉ để cứu chuộc những người Kitô hữu, mà là cứu chuộc nhân loại. Tất cả chúng ta hãy cùng thưởng thức vũ điệu Party Soccer sôi động đến từ các bạn trẻ giáo họ Yên Lạc. Xin mọi người cùng hướng mắt lên sân khấu. Xin cảm ơn các bạn giới trẻ giáo hội Yên Lạc. Mặc dù là một giáo hội rất là nhỏ, nhưng các bạn đã tập luyện mỗi ngày để có được một tiết mục sôi động và hay ý nghĩa như thế này. Xin mọi người dành một tràng pháo tay cho các bạn trẻ giáo hội Yên Lạc đi ạ. Vâng, chúng con lại nhận được thêm sự ủng hộ từ Studio Utla 500.000 đồng. Và xin dành sự cảm ơn tới Studio Utla. Và xin quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để được lắng nghe một bản nhạc từ nhạc đoàn giáo sư Tiếp Võ qua ca khúc Noel Về. Và xin mọi người dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nhạc đoàn giáo sư Tiếp Võ. Chúng con lại nhận được thêm những sự ủng hộ đến từ người bạn lương dân 200.000 đồng và một giáo dân ở Yên Thịnh 200.000 đồng, bạn Ngọc Hà, bà Tần 300.000 đồng, anh Thắng, chị Lý 200.000 đồng. Và chúng con